Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Năm 2020 chuẩn bị trôi qua. Đây là một năm đánh dấu một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đó là đại dịch Covid-19 hành hoành trên toàn thế giới với vài chục triệu người mắc bệnh và hàng trăm nền kinh tế đã phải đóng cửa. Và chính vì thế đây cũng là một năm duy nhất mà rất nhiều các nước tăng trưởng GDP âm. Và nó cũng đánh dấu ở Việt Nam lại là một năm khá thuận lợi, đó là Việt Nam trở thành nước tăng trưởng GDP số 1 thế giới. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán, chúng ta cứ tưởng chừng như là địa ngục, thì lại là một năm mang lại cái lợi nhuận tương đối tốt cho các nhà đầu tư. Đặc biệt là các nhà đầu tư F0 nhảy vào cái giai đoạn Covid từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020 đã có được những cái khoản lợi nhuận có thể lên đến 20-30%. Thậm chí 50-60%, có những nhà đầu tư đạt được 100%. Vậy 2021 liệu thị trường chứng khoán có còn hấp dẫn hay không? Có còn mang lại cái lợi nhuận cao cho nhà đầu tư hay không? Và những ngành nào là những ngành hấp dẫn nhất? Thì hôm nay tôi đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ trao đổi đến quý vị và các bạn cái chủ đề đầu tư chứng khoán năm 2021, 5 ngành hấp dẫn nhất. Nội dung gồm có những vấn đề như sau. Một là đánh giá sơ qua cái tình hình vĩ mô năm 2021 liệu sẽ như thế nào. Thứ hai là 5 ngành hứa hẹn hấp dẫn nhất cho 2021. Và thứ ba là kết luận. Thì đầu tiên chúng tôi đánh giá sơ qua về vĩ mô 2021, những yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Tất nhiên vĩ mô có cả ngàn yếu tố và để đánh giá nó không hề đơn giản, rất phức tạp. Chúng tôi chỉ lựa chọn những yếu tố quan trọng nhất, trọng tâm nhất và dễ đánh giá nhất để có thể đánh giá cho cái năm 2021 khi nó tác động mạnh nhất vào cái thị trường chứng khoán. Đầu tiên đó là tăng trưởng GDP có thể đạt hơn 8%, rất cao. Nó đến từ các nguyên nhân sau. Một, năm 2020 sẽ là một năm thấp điểm của tăng trưởng, thế do đó 2021 sẽ tăng trưởng bù. Thứ hai là đầu tư công sẽ phát huy tác dụng rất mạnh từ 2021. Chúng ta có thể thấy rằng đầu tư công đã giải ngân tương đối mạnh vào cuối 2020 với các cái dự án như là cao tốc, rồi là sân bay, rồi vân vân. Thì khi đầu tư giải ngân công, nó sẽ có tác động lan tỏa, tức là tạo công ăn việc làm cho các công ty xây dựng chẳng hạn, chúng các gói thầu lớn. Từ đó các công ty thực hiện việc là mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng chẳng hạn, thuê nhân công. Rồi từ đó nhân công họ lại đến họ mua sắm hàng hóa, chi tiêu, đúng không? Vân vân và vân vân. Và thứ ba, đó là doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh trở lại mạnh mẽ từ 2021, giúp cho tăng trưởng kinh tế tốt. Nếu như 2020 thì các doanh nghiệp về cơ bản vẫn là ngồi chờ, thậm chí họ còn phải là án binh bất động cơ để có thể chờ đợi. Thì 2021 khi mọi thứ đã tương đối rõ ràng, vaccine Covid đã ra, Việt Nam là một nước gọi là phòng dịch, chống dịch tốt nhất thế giới, thì việc doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh là một điều hết sức bình thường, từ đó tạo cái động lực cho tăng trưởng kinh tế cao hơn. Tiếp theo, cái yếu tố thứ hai đó là lãi suất. Thì đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với thị trường chứng khoán, đối với định giá cổ phiếu. Thì lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp, chúng tôi cho rằng tương tự như 2020, từ đó thúc đẩy cái nền kinh tế tốt và định giá cổ phiếu cao hơn. Một, để có được cái điều đó, đó là cung tiền trong hệ thống ngân hàng khá dồi dào. Do năm 2020 cầu về vốn của các doanh nghiệp rất thấp, thế thành ra tiền ở trong hệ thống ngân hàng vẫn còn rất nhiều, đúng không ạ? Người dân thì cũng thiếu kênh đầu tư, trong khi họ cũng đã tích lũy được một lượng tiền rất lớn từ cái chu kỳ kinh tế trước đó và họ gửi vào cái hệ thống ngân hàng này cung rất nhiều, lớn hơn cầu khá là nhiều. Thứ hai là lạm phát dự kiến vẫn tương đối thấp do chính phủ cũng đã kiềm chế cái việc tăng giá của các cái hàng hóa ảnh hưởng chung đến lạm phát, cũng như cái việc cầu yếu từ 2020 có thể kéo dài hơn sang 2021 khiến cho cái lạm phát không thể cao được, đúng không ạ? Thứ ba là đồng tiền Việt Nam có thể lên giá so với đồng USD lần đầu tiên sau nhiều năm, do hiện nay là các cái nước đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, kiều hối rất lớn, đầu tư mua cổ phiếu Việt Nam rất lớn, thế thành ra cái
cầu về tiền đồng, tức là họ bỏ đô và họ lấy đồng ra để họ đầu tư sẽ rất lớn, từ đó Việt Nam đồng có thể lên giá. Hơn nữa, Việt Nam vừa rồi đã bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ. Chính vì thế Việt Nam rất khó có thể tiếp tục mua rất mạnh đô nữa. Mà nếu không mua mạnh đô thì Việt Nam đồng có thể sẽ lên giá. Tiếp theo thứ ba, đó là tỷ giá Việt Nam đồng sẽ tương đối ổn định, giúp cho nhà đầu tư an tâm làm ăn ở Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài. Thì vì sao lại ổn định? Thì một, như tôi vừa nói, đó là FDI, tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn rất lớn, đón cái dòng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam, đúng không ạ? Thứ hai là PFI, tức là đầu tư gián tiếp, đầu tư vào cổ phiếu, vào trái phiếu đấy, dự kiến sẽ tăng mạnh do mở cửa hơn nữa cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì chính phủ mình cũng đang mong muốn thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển để có thể nâng hạng thị trường từ thị trường gọi là cận biên lên thị trường mới nổi. Điều đó tạo ra cái sự thông thoáng nhất định, giúp cho cái sự hấp dẫn hơn của thị trường chứng khoán, từ đó đầu tư gián tiếp vào sẽ nhiều hơn. Thứ ba, đó là kiều hối lớn đổ về Việt Nam rất là nhiều, có thể lên đến 15-17 tỷ đô. Đúng không? Để tận dụng cái cơ hội phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đang rất mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như ở các nước phát triển, cái việc đầu tư trở lên khó khăn, gửi ngân hàng thì rất thấp, thậm chí lãi suất là âm, thì ở Việt Nam là một cái nền kinh tế đang khát vốn, đang tăng trưởng rất mạnh, thì có cơ hội rất nhiều, cả từ bất động sản, cổ phiếu, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực kinh doanh khác nữa. Thứ tư là dự trữ ngoại hối của Việt Nam rất lớn, lớn hơn bao giờ hết, lên đến hơn 100 tỷ USD. Hơn 100 tỷ USD. Và chính phủ Việt Nam đã trở thành chủ nợ lớn khoảng thứ 13-14 trên thế giới của Mỹ rồi. Bởi vì chính phủ rất nhiều đô la và đầu tư vào trái phiếu của Mỹ rất là nhiều. Từ đó chính Việt Nam lại trở thành chủ nợ lớn thứ 13-14 của Mỹ cơ. Chính cái điều dự trữ ngoại hối rất tốt như thế, thế thành ra về cơ bản nó sẽ ổn định được cái tỷ giá nói chung. Thay vì như trước kia khi dự trữ ngoại hối của chúng ta chỉ có vài tỷ, chỉ đáp ứng được khoảng độ 1 tháng hay hơn 1 tháng nhập khẩu thôi, thì khi đó sẽ rất là khó khăn. Tiền Việt Nam sẽ mất giá rất là lớn. Từ đó nhiều nhà đầu tư họ quan tâm đến việc là đầu cơ đô la hơn là việc bỏ tiền ra để đầu tư kinh doanh. Thứ năm, đó là chính phủ Việt Nam có thể giảm mạnh cái mua USD, do Mỹ họ đã đưa chúng ta vào cái danh sách gọi là danh sách thao túng tiền tệ. Thế do đó chúng ta không thể dễ dàng gì mà lại tiếp tục mua đô lớn được, đúng không ạ? Chính điều đó là cái cơ sở thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán tiếp tục trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Và dựa vào cái chu kỳ kinh tế, chúng tôi có thể thấy rằng gần như xác suất đến 99% là khủng hoảng suy thoái đã xảy ra từ đầu năm 2020 rồi. Và bây giờ là giai đoạn bắt đầu của một chu kỳ mới. Thì như vậy, từ 2021 sẽ bước vào cái giai đoạn đầu tiên phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế trong một cái chu kỳ mới có thể kéo dài từ 6 đến 12 năm như thông lệ từ xưa đến nay. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào 5 ngành được AZFIN đánh giá là có triển vọng tốt trong năm 2020. Cụ thể như sau. Thứ nhất, đó là ngành chứng khoán. Vì sao chúng tôi lại cho rằng ngành này là một trong những ngành triển vọng nhất? Bởi những lý do sau. Một, đó là thanh khoản thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo kỷ lục trong năm 2021 này. Nguyên nhân đến từ A, nhiều nhà đầu tư tham gia hơn vào thị trường chứng khoán. Có thể nói bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường, đi đến quán cà phê, đâu đâu người ta cũng nói đến đầu tư chứng khoán, đúng không ạ? Số lượng nhà đầu tư tăng rất mạnh, số lượng tài khoản mở mới khủng khiếp. Năm 2020 cũng là năm kỷ lục về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tại các công ty. Thì đưa số lượng tài khoản chứng khoán lên gần 3 triệu tài khoản. Gần 3 triệu tài khoản. Thì chúng tôi tính toán cũng tương đương với khoảng 1 triệu nhà đầu tư tham gia thị trường rồi. Tức là khoảng 1% dân số của chúng ta. B, đó là nhiều cổ phiếu niêm yết mới. Bởi vì khi thị trường chứng khoán trở nên thuận lợi thì sẽ có nhiều cổ phiếu lên sàn niêm yết. Từ đó góp cho cái sự thanh khoản tốt hơn, góp cho cái việc là có nhiều nhà đầu tư tham gia hơn, có nhiều cổ đông có cổ phiếu cung hơn, đúng không ạ? Nhiều hàng hơn thì lại thu hút nhiều người mua hơn, đúng không ạ? C, đó là nhiều sản phẩm phái sinh.
khi thị trường chứng khoán Việt Nam muốn nâng hạng chẳng hạn thì họ phải là một thị trường đầy đủ và đa dạng. Đầy đủ và đa dạng. Thì khi đó có các cái sản phẩm phái sinh sẽ góp phần sôi động hơn cho thị trường. Và dĩ nhiên các công ty chứng khoán là những người thu phí và họ sẽ là những người được hưởng lợi nhất. Tiếp theo, thứ hai đó là giao dịch T0 được kỳ vọng có thể bắt đầu từ giữa 2021. Thì như trước đó, báo chí cũng như là các cơ quan quản lý rất là mong muốn có thể bắt đầu từ đầu quý 1 2021. Nhưng chúng tôi cho rằng sớm nhất có thể thì chắc là cũng phải giữa 2021. Bởi vì chúng ta thường có một độ trễ nhất định, thậm chí có thể cuối 2021. Thì điều đó khi có T0 xảy ra thì cái vòng quay của những trader sẽ lớn hơn rất nhiều. Thì phí sẽ cực kỳ lớn, thanh khoản của thị trường thậm chí có thể gấp rưỡi, gấp đôi so với bình thường, là một điều hết sức thuận lợi cho các công ty chứng khoán. Thứ ba đó là thoái vốn nhà nước được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh. Thì những năm trước thì đầu tư công cũng như thoái vốn nhà nước thì bị đình trệ rất nhiều do một số yếu tố của chính trị. Tuy nhiên khi mà đến 2021 bầu cử xong này, thứ nhất, tiếp theo là cái việc đầu tư công đẩy rất là mạnh, nhưng mà cái nguồn thu ngân sách thì lại bị thất thu rất nhiều do Covid 2020. Chính vì thế cho nên ngân sách bị thâm hụt rất mạnh. Thì một trong những giải pháp tốt đó là bán vốn nhà nước để thu hút được cái đồng tiền đó để thu bù vào đẩy đầu tư công. Thì đấy là những yếu tố mà chúng tôi kỳ vọng thoái vốn nhà nước sẽ được đẩy mạnh, thì góp phần giúp cho các công ty chứng khoán sẽ thu được rất là nhiều phí về tư vấn này, phí về giao dịch này, vân vân. Bên cạnh đó thì thứ tư đó là thị trường chứng khoán sẽ được kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Khi đó sẽ là một yếu tố vô cùng thuận lợi cho các công ty chứng khoán. Khi tăng trưởng thì danh mục tự doanh của họ cũng tăng trưởng, đúng không ạ? Định giá nhìn chung của các công ty cũng tăng lên, từ đó công ty chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi. Ngành thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là ngành ngân hàng. Vì sao lại vậy? Thì kỳ vọng 2021 kinh tế phục hồi. Thì nếu kinh tế phục hồi thì chắc chắn rằng cầu về tín dụng sẽ lớn hơn, đó là một điều chắc chắn. Thứ hai là nợ xấu sẽ giảm vào cuối năm 2021. Theo cái việc cơ cấu nợ, cái thông tư cơ cấu nợ của ngân hàng nhà nước của chính phủ đưa ra ấy, thì các ngân hàng sẽ cơ cấu nợ cho những cái đối tượng gặp khó khăn bởi Covid. Thì đối với các ngân hàng tư nhân thì họ thường cơ cấu nợ khoảng 3 tháng, nhưng các ngân hàng nhà nước thì họ cơ cấu những 1 năm cơ. Chính vì thế cái nợ xấu nó có thể phát lộ rất nhiều đối với các ngân hàng tư nhân là sau 3 đến 6 tháng đến 9 tháng. Thì tức là chúng ta tính từ cuối 1, quý 2 thì 6 tháng đến 9 tháng nó vào cuối quý 4 2020 và quý 1 2021 thì nợ xấu sẽ bùng nổ, sẽ nhiều nhất. Tuy vậy từ quý 2 đổ đi thì nợ xấu nó sẽ giảm do cái việc cơ cấu không còn lộ ra nợ xấu. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp cũng bắt đầu đi vào hoạt động khá là tốt từ cái cuối quý 3 năm 2020 này. Đó, từ cái việc nợ xấu giảm sẽ làm cho lợi nhuận của ngân hàng tăng, từ đó làm tăng cái sự hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng. Thứ ba là định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn còn tương đối rẻ so với lịch sử của nó. Thì chúng tôi thống kê thấy rằng PB bình quân ngày 24 tháng 12 năm 2020 này thì khoảng độ 1.5 lần. Thì đây thực sự là một mức bình quân rất là hấp dẫn so với lịch sử, và nó thấp, tương đương thậm chí còn thấp hơn giai đoạn 2012-2014. Đấy là những giai đoạn rất khó khăn của ngành ngân hàng. Tiếp theo, người dân thì ngày càng sử dụng nhiều dịch vụ từ ngân hàng hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng. Và chúng ta có thể thấy gần đây cái mảng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng đang ngày càng gia tăng rất mạnh, đóng góp vào lợi nhuận khá đáng kể đối với các ngân hàng. Thứ năm đó là bảo hiểm này, trái phiếu này ngày càng thông dụng hơn. Tín dụng tiêu dùng thì ngày càng đáp ứng cái nhu cầu chi tiêu mạnh của giới trẻ, từ đó các ngân hàng cũng là những cái đối tượng được hưởng lợi rất lớn. Thực tế hiện nay là bảo hiểm là do các ngân hàng bán là nhiều nhất, chứ các công ty bảo hiểm trực tiếp bán lại không bằng các ngân hàng đâu, đúng không ạ? Rồi là trái phiếu thì các doanh nghiệp thì phát hành rất lớn bên cạnh cái cổ phiếu và vay ngân hàng, và nó thực sự bùng nổ từ năm 2020. Và đây là một xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới, chứ không riêng gì đất nước nào cả. Rồi còn tín dụng tiêu dùng chẳng hạn, thì giới trẻ hiện nay thì về cơ bản họ sinh ra trong cái thời kỳ kinh tế phát triển tương đối tốt, được sống trong một môi trường tốt. Chính vì thế cái sự chi tiêu của họ cũng mạnh tay hơn, đúng không ạ? Thậm chí họ chi tiêu trước và trả sau.
Từ đó góp phần giúp cho các ngân hàng thu được rất là nhiều lãi, nhiều phí. Tiếp theo, ngành thứ 3, thứ 4 đó là ngành bất động sản. Bất động sản thì bất động sản vì sao lại hấp dẫn? Thì đầu tiên là kinh tế phát triển trở lại thì cầu về nhà đất sẽ tăng cao hơn. Rồi là tiền giá rẻ thì sẽ thúc đẩy đầu tư đầu cơ và đất đai nhiều hơn. Thực sự là vay lãi ngân hàng bây giờ có những người họ vay lãi được với 4-5%. Thì do đó họ đẩy tiền vào bất động sản rất là nhiều. Đúng không? Từ đó giúp cho cái giá bất động sản tăng rất là mạnh. Rồi là thứ ba là cung bất động sản bị co hẹp giai đoạn 2019-2020. Liên quan nhiều đến việc liên quan đến chính trị chẳng hạn. Thì nó chưa thể sớm tăng mạnh trở lại được. Và cái giai đoạn đó là rất ít các dự án được cấp phép để xây dựng mới. Chính vì thế nó sẽ làm cho cái nguồn cung bị khan hiếm tạm thời. Từ đó 2021 chẳng hạn thì nó sẽ, khi cầu lớn mà cung lại thấp thì nó sẽ làm cho thị trường chứng khoán trở lên tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn đối với các cái doanh nghiệp sở hữu bất động sản. Đúng không ạ? Thì giá đất đang tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lợi nhuận và tài sản của doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng mạnh, tức là giá trị của họ sẽ tăng mạnh. Từ đó góp phần làm cho các công ty bất động sản trở nên hấp dẫn hơn trong cái năm 2021 này. Tiếp theo, chúng tôi muốn nói đến ngành thứ tư, đó chính là ngành bán lẻ. Đó. Thì kinh tế phục hồi sẽ thúc đẩy tiêu dùng tăng mạnh trở mẽ trở lại, tăng rất là mạnh mẽ trở lại. Thì chúng tôi dự báo sẽ tăng trưởng trên 10% năm nay. Thứ hai là nền của 2020 tiêu dùng khá là thấp do ảnh hưởng bởi thu nhập, do ảnh hưởng bởi Covid. Người ta thắt chặt chi tiêu. Thì đến 2021 khi kinh tế trở lại thì nó từ cái nền thấp thì nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh, rất là mạnh. Thứ ba nữa là đô thị hóa ở Việt Nam thì diễn ra rất nhanh chóng. Khi đô thị hóa mà diễn ra nhanh chóng thì đồng thời với đó là các cái kênh về bán lẻ hiện đại nó cũng phát triển mạnh hơn thay cho các cái chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống. Thứ tư đó là bán lẻ hiện đại thì ngày càng được ưa chuộng. Nếu như là các cái chợ truyền thống thì rất là thu hút các ông bà cô bác có tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với cái những người giới trẻ hơn càng về sau này á thì họ lại yêu thích hơn cái kênh bán lẻ hiện đại, bởi vì vào cái kênh này về cơ bản không phải mặc cả là gì nhất. Thứ hai, hàng hóa được chuẩn hóa và rất là sạch sẽ, rất là văn minh, đúng không ạ? Mùa nóng thì có điều hòa, mùa đông thì ấm áp, không thấy bị nước lôi, bị mùi hôi rồi vân vân và các thứ đó. Từ đó sẽ giúp cho cái kênh này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, tăng trưởng mạnh hơn so với nhu cầu tiêu dùng chung. Tiếp theo, thứ năm đó là các công ty bán lẻ đã tự chuyển mình một cách rất là mạnh mẽ và họ ngày càng móc túi mạnh hơn từ người tiêu dùng. Rất nhiều người đi siêu thị chẳng hạn hay vào tiện lợi với mong muốn là chỉ mua một cái sản phẩm nho nhỏ thôi, nhưng thế nào mà khi đi ra có khi họ mua đến 5-7 sản phẩm. Đó là một trong những chiêu thức rất là giỏi của các công ty bán lẻ. Họ thiết kế sao cho thu hút người tiêu dùng ra. Có khi người ta còn mua cả những cái sản phẩm người ta chưa cần đến thôi, đúng không ạ? Rồi vào đấy thì rõ ràng là nhu cầu tự nhiên nảy sinh và mua rất là mạnh mẽ. Đó là một cái rất là hay của những cái công ty bán lẻ này, đúng không ạ? Nhiều anh chị em chia sẻ, ngay cả vợ tôi cũng chia sẻ, nếu mà không đến siêu thị có khi mình chẳng có nhu cầu mua cái gì cả, vẫn bình thường. Nhưng mà cứ khi đến siêu thị thì hóa đơn chắc chắn là sẽ ầm ầm, thấy cái này hay, thấy cái kia thú vị, thế là ta lại mua. Đó, thì đấy là những cái điều rất thuận lợi cho cái ngành bán lẻ trong năm 2021 này. Và ngành cuối cùng mà chúng tôi muốn nói ở đây trong 5 ngành triển vọng nhất trong 2021 mà Techfin đánh giá đó là ngành công nghệ. Thì cái xu hướng cá lớn nuốt cá bé tất nhiên là nó vẫn còn, nhưng mà nó đang chuyển dịch dần sang gọi là cá nhanh thì nuốt cá chậm. Từ đó thúc đẩy cái việc ứng dụng công nghệ rất tốt, đúng không ạ? Thì gần đây nó còn có các cái khẩu hiệu rất là rõ ràng. Một là thay đổi hay lại chết, đúng không ạ? Những cái công ty mà cổ lỗ chẳng hạn thì bây giờ đều bị hạ đò ván hết. Bằng chứng đó là những cái công ty công nghệ hàng đầu bây giờ càng ngày càng chiếm lĩnh thị trường một cách mạnh mẽ. Nếu như ngày xưa các cái hộ kinh doanh họ để mở cửa hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, có khi họ mất cả chục năm họ mới mở được một chuỗi khoảng 5 cửa hàng để quản lý. Nhưng hiện nay các công ty bán lẻ thậm chí trong một năm họ có thể mở được 500 cửa hàng, thậm chí 1.000 cửa hàng để họ có thể kinh doanh. Đó là nhờ công nghệ. Nhờ công nghệ, đúng không ạ? Thế thành ra người ta phải thay đổi hay là người ta đối mặt với cái chết.
Đó. Thì việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh là một xu hướng này tất yếu và bắt buộc đối với đa phần các loại hình kinh tế ở trong nền kinh tế ở bất kỳ một nước nào, và Việt Nam không ngoại lệ. Tiếp theo, yếu tố thứ ba là Việt Nam hội tụ mọi yếu tố để phát triển mạnh cái lĩnh vực gọi là gia công phần mềm, tức là trong cái chuỗi công nghệ toàn cầu. Lõi công nghệ tất nhiên là các cái tập đoàn sáng tạo lớn hàng đầu thế giới đó. Thì Việt Nam thì rất là khó có những cái doanh nghiệp được như thế. Tuy vậy thì trong cái mắt xích đó thì nó cũng rất nhiều các cái công việc khác nhau, đúng không ạ? Thì ở Việt Nam là rất là mạnh cho cái việc phát triển về gia công phần mềm, do đó là học toán nhiều này, cơ cấu dân số trẻ này, dân số tập trung này, và trình độ dân số tương đối cao này. Rồi là chính sách ưu tiên của chính phủ về phát triển công nghệ rất là rõ ràng. Chính vì thế tạo điều kiện cho việc cung cấp cái nguồn lực về các coder rất là lớn. Ở trên thế giới cũng có rất nhiều các nước đông dân hơn Việt Nam cơ, tuổi trẻ như thế, nhưng mà họ không thể phát triển được. Bởi vì họ, ví dụ họ lại thiếu cái đi học toán nhiều chẳng hạn. Đúng không ạ? Vân vân và vân vân. Chính vì thế, từ những yếu tố trên thì chúng tôi cho rằng ngành công nghệ sẽ là một ngành phát triển rất mạnh mẽ. Và những cái doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi công nghệ này thì sẽ được hưởng lợi lớn. Thì ở Việt Nam đó chủ yếu là một cái phần nó liên quan đến, cũng giống như các công ty xây dựng này. Các công ty nắm công nghệ thì như kiểu các chủ đầu tư các dự án bất động sản. Đúng không ạ? Còn các công ty gia công phần mềm thì như kiểu các cái thầu xây dựng. Đúng không ạ? Đó, thì ở Việt Nam thì tham gia với vai trò như vậy. Đó. Thì trên đây là tôi đã trình bày 5 cái ngành mà AZFIN cho rằng sẽ phát triển mạnh nhất trong năm 2020. Bên cạnh đó thì AZFIN cũng đưa ra thêm một cái ngành cũng khá thú vị. Khá thú vị. Đó là xây dựng và vật liệu xây dựng thì chúng tôi cho rằng cũng rất tốt trong năm tới. Nhờ vào một đầu tư công tiếp tục giải ngân mạnh, ví dụ như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam, rồi là phát triển cơ sở hạ tầng nói chung rất là mạnh mẽ, rất là nhiều. Quý vị và các bạn có thể thấy các cái báo cáo giải ngân sẽ cho biết điều đó. Tiếp theo là chính trị thì cơ bản đã ổn định sau khi bầu cử đầu năm 2021, đúng không ạ? Tiền giá rẻ nữa thì từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh, thì tất nhiên là cầu về vật liệu xây dựng và xây dựng sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, FDI nhiều thì khiến việc xây dựng các khu công nghiệp, cảng biển, rồi logistics, rồi vân vân được đẩy rất là mạnh. Rõ ràng là cái điều này phải đẩy mạnh để có thể đón được cái xu hướng của cái dòng vốn FDI này. Thì gần đây những cái này thì tư nhân cũng rất là nhanh nhạy để họ tham gia vào cái lĩnh vực đó. Chính vì thế cho nên xây dựng và vật liệu xây dựng cũng được hưởng lợi rất lớn trong cái tiến trình này, trong cái sự phát triển này của năm 2021. Như vậy, có thể thấy rằng 5 cái ngành phát triển AZFIN cho rằng xứng đáng để quan tâm nhất trong 2021 gồm 1. Chứng khoán, 2. Ngân hàng, 3. Ngành bất động sản, 4. Ngành bán lẻ, 5. Ngành công nghệ. Đó là 5 ngành tuyệt vời cho 2021. Tuy vậy, quý vị và các bạn cũng phải lưu ý một điều như thế này. 2021 nó sẽ không còn cái chuyện tăng ào ạt như 2020 nữa. Bởi vì 2020 là năm gọi là khi mà chỉ số nó xuống quá đà, thì nó là một cái bước hồi rất là mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ rồi. Trong khi kinh tế thực sự nó cũng đã có sự tạo đáy đi, bắt đầu đi lên nhưng nó chưa rõ ràng, mà chỉ số chứng khoán nó đã đi trước rất là nhiều. Chính vì thế 2021 chúng tôi kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán về cơ bản sẽ không tăng trưởng quá mạnh đâu, và nó sẽ sideways up là chính, đúng không ạ? Tức là về cơ bản nó sẽ đáy sau cao hơn đáy trước một chút, nhưng mà tự trưng 2020 chúng tôi cho rằng sẽ khó có thể tăng trưởng một cách mạnh mẽ lên đến 50%, 40% chẳng hạn. Chính vì thế chiến lược của quý vị và các bạn tốt nhất cho 2021, một là tập trung vào những ngành được hưởng lợi tốt nhất, đúng không? Thứ hai là chọn ra những cái doanh nghiệp có được cái lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai và có tăng trưởng. Thứ ba là phải đánh giá được xem các doanh nghiệp đó có lợi thế, có cái quản trị công ty tốt không, và cuối cùng đưa ra định giá, đó là định giá cổ phiếu có rẻ không, đúng không? Và cái việc lựa chọn cổ phiếu sẽ đặc biệt quan trọng trong năm này. Chứ không có chuyện là chứng khoán sẽ tăng ào ào tốt xấu hay không thì cũng cứ tăng trần, tăng vài phiên, tăng 50-70%. Mà là chỉ có những doanh nghiệp tốt nhất, chỉ có những doanh nghiệp đi đầu, những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất sẽ tăng giá. Chính vì thế, hãy tập trung vào
lựa chọn cổ phiếu hơn là việc dự đoán VN Index. Thì trên đây là những trình bày của tôi đến với quý vị và các bạn về cái chủ đề 5 ngành đầu tư tốt nhất cho 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.